tới bữa đó tôi mò ra tôi kiếm cơm vậy đó. Hôm đây lấy gian không? À, những đức mấy lúc mà chùa có tổ chức sư có ra quải, sư qua ra quải mà cúng dường cho người mù cái đợt cuối cùng á, là sư dắt đoàn mà chi tăng đi vô ngồi chánh điện cho Phật tử cúng dường, với đâu là mấy ngày sau là bị ảnh bị dính trên mạng. Ồn cái trời ơi, đang bưng chén cơm ăn mà giờ bưng cái chén kiểu, bây giờ lấy muỗng dừa bưng nữa, năm đó phải buồn chứ năm buồn không? Bị sốc. Người thầy có dự định có đi không? Đi 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 kiếm cơm chứ mà ổng nói chung ổng cũng chịu cúng dường cho chi tăng. Phật tử người ta hiểu ý ổng á, là 4 giờ là bắt đầu là Phật tử ta đi ra đó đó, thập phương ta về ta cúng dường cho chi tăng. Dạ. Rồi vô ổng cũng có phát lương ổng nữa. Không, mình nói đâu mình có. Dạ, chia lại cho các thầy ha. Đi phần gì được nhiêu thầy? Nói chung mà mấy năm trước thì đi ra chùa ổng dự lễ về là cũng 4-5 triệu. Thì riêng ổng là ổng móc cái tiền túi của ổng ra là ổng bỏ phong bì. Dạ. Là ổng phát lương ổng nữa. Dạ. Tôi thấy bây giờ tôi đương là mình đạo với ông Nguyễn Đức à. Còn ông Trần Quang hả? Quang ông mà tôi đúng ra tôi cởi dây xích mà tôi treo được chục chiếc á. Chục sợ á biết sao. Tôi đem ra cái chỗ mà chỗ cái cảng Phú Mỹ á. Tôi rình không ai, tôi dậm không dậm cho nó lặn xuống dưới biển luôn đó, nước lợ đó ngon lắm á. À, thầy hồi đó giờ thầy có quen biết thầy Nhuận Đức không? Nhuận Đức á, cái Nhuận Đức là tôi nghe nói thôi. À. Tại vì tôi nói nghe ông Nhuận Đức á, ngày xưa á là tôi không biết, nhưng mà tôi biết ông Nhuận là cái thầy á, là huynh đệ tôi giờ đang ở đại Tùng Lâm á. Yeah. Là ông Nhuận á, là cái thời ổng nổi tiếng là năm trăm lại đó, là thời ổng ở ngoài Bảo Lộc á, là chùa ở ngoài là chuẩn bị xây dựng cái hội người mù mà nuôi người già cao tuổi á, đang chuẩn bị khánh thành nữa nè. Dạ đúng rồi, là tôi tới bữa đó tôi mò ra tôi kiếm cơm ngoài nữa đó, đi xem ra nữa đó. Đi nữa hả? Đi không đi, không đi lấy gian không thầy, đi tính đi ra ngoài thầy Nước này, thầy Nước á là đi rồi. Không, cái chỗ của ổng ở ngoài Đà Lạt kìa, cái chỗ dựng lão á, chuẩn bị khánh thành nè. Ủa, Đức là... Ủa, à, cái cơ sở cũ của ổng á. Thầy có nghe thông tin là thầy Nhuận Đức bây giờ đi đâu không? Ảnh hả? Dạ. Ảnh giờ ông dắt anh đi phụ xế, đi ẩn đâu là quản chúng ở đâu thôi, chứ đúng ra là ông... Không, ra ngoài luôn rồi, không còn liên quan tới chùa nữa đó. Tại vì ông nói chung dắt ngài sống cũng có tâm, nói chung là đức độ ngài có, nó thẳng mà nói cái nào có nói. Chứ ngài sống với ngài Quan Hiển cũng rất là tốt, ngài sống với Chi Tăng cũng rất là tuyệt vời. À. Nhưng mà chẳng may là sai lầm của ngài. Không, đó rồi đi đó là sao vậy? Là sao? Tại vì đâu có nghĩ ổng là cái người như thế đó. Chứ giác đức độ ổng, cái tâm ổng từ bi rất là tuyệt vời đó. Ổng là đại tử của ngài Minh Hiệu Quan Hiển mà. À, không, nói chung bây giờ mình không bàn về cái thầy kia đi, giờ chỉ nói về Nhuận Đức là thầy này á. Không, nói chung cái, là ổng chỉ giỡn giảng kinh cái, là cái ông Nhuận Đức á, mấy lúc mà chùa có tổ chức sư có ra quải, sư qua ra quải mà cúng dường cho người mù cái đợt cuối cùng á, là sư dắt đoàn Chi Tăng đi vô ngồi chánh điện cho Phật tử cúng dường, với đâu là mấy ngày sau là bị ảnh bị dính trên mạng. À. Là cái đợt mà người mù về quá trời mà anh kéo tận mười mấy tỉnh người mù về đó cúng dường. À. Phật tử về cúng dường cũng được, nhưng mà cũng đã xin lỗi rồi. Thì ổng xin lỗi rồi, nhưng mà đúng ra ổng không có tu được, tại khổ nghiệp ổng á. À. Vì khổ nghiệp nên bị vậy ha. Đúng là ổng tâm ổng tốt á, nhưng mà tại do nó cái sổ ổng. À. Chứ nói chung ổng cũng tốt, chứ ổng không có nói lỗi gì. Nhưng mà con thấy những cái bài giảng pháp của thầy Nhuận Đức á, là cái đó là nó vui thôi chứ đâu phải ấy đâu. Ổng tuổi ổng trẻ, ổng bồng bột. Dạ. Nói chung là hằng là ngày cũng không có kìm kẹp ổng lung, là tự ổng thả lan, ổng là tự ổng nghiên cứu ra, là tự ổng ra pháp thôi. Dạ. Ông thầy Nhuận Đức chỉ là nói kiểu giống như là giải vui cho mấy cụ bà hỏi mấy tin tức thôi. Ổng đụng ai, ổng đụng tới ca thì thôi ổng là ổng bị điệu thôi. Yeah. Thầy đừng có đụng nói. Thì nói sư được cái gì đây? Ý là đừng có nói nữa. Sư là gốc cái giấy tâm tịch của sư là gì? Gốc dân tộc ha. Đâu đó. Mình nói dân tộc nha sư, sư đừng. Đây nè, phù ly 2 nè. Đó. Nè, phải không? Đúng rồi. Lại lúc của thầy kiểm trác đó. Chứ này không me gì me đi. Tại vì mà ổng nói bị kiểu giống như đụng chạm nhiều quá. Thì, cái bữa xử ổng là về dưới đây với đâu?
cũng tội nghiệp ổng sư ơi. Thì cũng tội ổng nói chung mà không con thấy Phật tử thương ổng nhiều không, lắm không nói chung ổng sống cái tâm ổng rất là tốt, ổng biết lo như vậy tuổi ổng còn trẻ nhưng mà không có lòng từ bi ổng được, nhưng mà do nó cái khẩu nghiệp của ổng thôi. Nhưng mà bây giờ con hỏi sư nè, sư nói là sư là mà giờ thì những đứa cũng đã quỳ lại xin lỗi rồi, giờ như là sư có tha lỗi cho thầy không? Thì dĩ nhiên con người với con người với nhau, người dân tộc hay người kinh gì cũng vậy, cũng là một cái dòng máu thì mình phải từ bi hỷ xả với nhau chứ, tại vì con người với con người mà, cũng dòng máu của người Việt Nam mà. Con nghe bây giờ là thầy Nhuận Đức á, là bây giờ nghe nói là đi ẩn tu ở đâu á, rồi xong rồi nói là nghe thì làm bánh cam, bán bánh cam là cho đệ tử đi bán lum không, lá nói, sư không rành, sư không hiểu cái nào mình nói có nói chứ mình đừng nói quan cọ nghiệp, mình mang nghiệp chứ cái gì có. Nhưng mà con thấy hiện tại bây giờ là nét mặt của thầy khi mà rời khỏi chùa đó, thì thầy rất là buồn và xuống sắc luôn. Buồn chứ, trời ơi, đang bưng chén cơm ăn mà giờ bưng cái chén kiểu bây giờ lấy muỗng dừa bưng là năm đó phải buồn chứ, năm buồn không bị sốc nha, sốc chứ, nói chung ai xuống cũng vậy. Là mặc áo giới tử cư sĩ hồi xưa mà áo thầy bây giờ xuống giới tử rồi. Giới tử là cư sĩ á thầy, là mới tu lại từ đầu, tu lại từ đầu ha, coi như mới cạo đầu qua là chú tiểu. Thầy Nhuận Đức á là chỉ phạm cái lỗi là nói vui là khẩu thôi, được truyền lên trên cộng đồng mạng, mà cái ông thầy rất tốt, là về dứng về cái khẩu nghiệp á chứ đường tu cũng rất là tốt. Thầy á hiện tại là rất được lòng là 2000 cụ già. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà nói thì nói cái tiếng vậy chứ đúng ra là tiền của ngày không mà chứ ổng có gì đâu. Ở sau nghe nói anh Phú nói là mấy cụ già đó giờ từ từ, từ đi hết rồi đó. Nhà mấy anh em thì thấy quay ngoài là thấy mấy cụ già đi đâu, cái dạng đó gì đi vậy? Nhưng mà bữa nay là giờ quên bà tới đây nè. Tại vì đại mấy cái sao á của còn cái trước á cái mặt tiền là của mình. Rồi mấy cái sao bệnh viện đâu đó. Các cụ già rất là thương thầy Nhuận Đức, nhưng mà chắc giờ về bên đây thầy không cái... nói chung bây giờ thầy Nhuận Đức không còn liên quan người lấy tới chùa nữa hết, không có liên quan nữa, nhưng tại vì đang bị đòi buộc bây giờ qua bên cho nó tránh đi cái tiếng dèm pha của có người nhiều cái thông tin không biết ra ngoài thầy ra ngoài luôn. Nhuận Đức này đó đi lại cái tu chỗ nào đó là không ai biết luôn, không nói sư không hiểu. Chứ sư biết là chuẩn bị tháng 10 này khánh thành cái cơ sở ở quầy Đà Lạt á. Dạ, thầy có dự định có đi không? Đi kiếm cơm chứ, mà ổng nói chung ổng cũng chịu cúng dường cho chị Lan. Phật tử á, ta hiểu ý ổng á là 4 giờ là bắt đầu là Phật tử ta đi ra đó thập phương ta về ta cúng dường cho chị Lan. Dạ. Rồi vô ổng cũng có phát lương ổng nữa. Không, mình nói đâu mình có. Dạ, chia lại cho các thầy ha. Đi phần gì được nhiêu vậy? Nói chung mà mấy năm trước thì đi ra chùa ông dự lễ về là cũng 4-5 triệu. Ôi trời ơi. Có mấy cái thời sau 2-3 triệu. Nói chung là mình ngồi mình bưng bát về Phật tử ta lại ta bỏ vô đâu coi như là cứ cái ngày ổng làm lễ ở trong á rồi mình đứng bát vậy là Phật tử người ta đi ta bỏ bát cúng dường á, cúng dường đó rồi xong rồi thầy rồi cho mấy thầy nữa rồi riêng ổng là ổng móc cái tiền túi của ông ra là ổng bỏ phong bì là ổng phát lương ổng nữa. Trời ơi, là kêu quà đó, quà của ngài đó. Phải chi mà thầy quan con tốt như thầy Nhuận Đức ơi, thầy quan quá trời. Hỏi ông mà về có bữa ăn cơm biết từ đây quýnh xe quả nhiêu 200 ngàn. Lỗ vốn luôn. Lỗ. Thì căng bởi bánh xe xong không biết đi quả là cán đinh không á, cán đinh là biết cái vỏ nhiêu vỏ. Vô được 200 mấy. Vô được 200 vậy cái mấy trăm sao là vô bảo vệ dược. 200 mà. Vậy vô mấy trăm sao bảo vệ dược, không vô đó. Không. Bây giờ mà lên nói như vậy rồi vô chổng là coi như bảo vệ là nhốt chổng luôn. Không thấy mặt thầy lú ra là chụp lôi vô liền. Mà về vô đâu ai cũng có ai đâu, cũng có quỷ ma cũng như ăn với ai cả là tới nữa. Trời ơi, cái công ty đó giờ nó lát ma quỷ nó hiện hình lên lát bóp cổ chân quan chết trước mấy đó dặn họng luôn. Cái công ty đó giờ ai tới nữa. Bây giờ tháng 10 này thầy định đi ra chỗ mà Đà Lạt là chỗ thầy Nhuận Đức ha. Chỗ đó là của Nhuận Đức làm gì có. Dạ. Nên là mình biết cái chỗ nào mình nói chỗ đó, mình đừng nói bậy, mình nói vô oan người ta cũng tội. Nói chung á là cái thầy Nhuận Đức á là chỉ giảng cho các cụ già vô bị gì theo như rất nhiều phần tử gọi điện thoại cho con nói á là thầy Nhuận Đức á là chăm khoảng tầm 2000 cụ già, nhưng mà các cụ thì rất là khó tính cho nên thầy hơi hài tiếu tiếu đó rồi nó đụng chạm đó. Rồi bây giờ thì thầy Nhuận Đức cũng có nói
là giờ do cái nghiệp của thầy thì giờ thì thầy lãnh thì chịu thôi. Thôi bây giờ ông sám hối vài năm đi, rồi từ từ ông nâng cấp, ông lợi, ông sửa, từ từ ông tu sửa lại rồi là được. Không, thầy ra giờ là Phật tử á, là có cúng vườn cho thầy là một mẫu đất nằm ở trên cái đường trục đường lớn, cái trị giá đó là hàng chục tới hàng trăm tỷ đồng, nhưng mà thầy tuyên bố là thầy sẽ trả lại cho các cô Phật tử ở thị sĩ thị điển gì đó. Rồi cũng có một số Phật tử thì bây giờ muốn là thầy về mở một cái công ty mai, rồi nhận các cụ già vô lấy cái công ty mai đó để làm chi phí nuôi cụ già. Cũng kinh doanh đâu, không tính là mấy ông này không tính quá, mà mấy ông này cũng thợ. Không, là cái đó là bên Phật tử người ta mở ra. Vậy là, ý là để cho ông ra đời luôn chứ, nếu mà ông vậy giúp cho ông ra đời làm ăn luôn chứ, mà tu hành. Cái kiểu cũng... giúp xong rồi giúp kiểu đó là có chi phí vậy làm cho, để vậy mà tu á thầy. Vậy cho ông ra đời đi, ông xả cái y đi, ông ra đời ông làm ăn mai mặt đi, ông lấy tiền ông mở cái trại dưỡng lão cũng được chứ, mặt cái đầu tư chứ mà tại vì nhân. Làm cái kiểu đó là để nuôi mấy cụ già, lấy không, chi phí nuôi mấy cụ già. À, thí dụ ông đầu tròn áo vuông mà ông để vậy như như ngày ngày gì ông gì ở quầy quên rồi. Khó bỏ qua đi thầy. À có nghĩa là bây giờ là mình tu như Minh Đạo đó. Mình tu mà là mình không được mở ra. Mà xưa ở trên núi là thời đó là mấy tiểu đó tôi biết đó. À, thầy biết thầy Minh Đạo luôn hả? Không biết. Rồi biết tới thầy Minh Đạo luôn. Rồi đó ông khổ sở thì cái núi Vinh với ông Minh Đạo ông ở ngoài đầu đường này nên đâu có xa lạ đâu. Yeah. Nhưng mà cái thời ông khổ sở đó, trên núi thì tôi biết. Yeah. Đó, còn cái hồi mà ông xuống ghi địa lúc này ông khám khá tôi hết biết rồi. Tôi mà ai khó khăn ai khổ tôi khoái lắm, mà ai mà khám khá tôi né. À, sao vậy? Không, cái nghiệp mình không thích. Tới nhiều khi ta nói con nghe ngày xưa thầy mà Minh Đạo, tu viện Minh Đạo đó là ngày xưa thầy là tu ở trên núi đó, trên là núi mấy á, đứa nhỏ cái, đúng không? Cái ổng là ở gần cái chùa Cậu á, ông có biết ngay cái chùa Cậu đường lên mà có hai cái mộ, nó nằm mà hai cái mộ song song với đường mòn bên đây không? Tên cái bệnh đất đóng á là có cái chùa Cậu nằm bên đây nè. À, là con đường bên đây là tẻ lên Hầm Rồng á. Để ở khu đánh tôi đi đó là đâu? Chiều là dẫn mấy đứa nhỏ đi xuống xong rồi dẫn lên núi có ngày nói chung là cái đức độ của ngài dữ dằn lắm. Dạ. Ngày xưa là ông Minh Đạo là cũng do nơi sư phụ Minh Hùng là mấy đứa tiểu hồi xưa là từ của ngài Hòa Thượng Minh Hùng là mới dìu dắt trong Minh Đạo để mà nuôi tiểu, cái nào có mình nói đúng rồi. Nhưng mà giờ thầy Minh Đạo bây giờ con thấy mặc cái áo kỳ lắm, giống như thầy Minh Đại mà nó màu nghe nói là mấy ông giới của ổng rồi đó, cũng giới cũng được trả lời rồi, cũng đồng mạng chọc quá trả lời cho ổng vị trí rồi đây trả lời rồi. Tự ăn của mấy thầy chùa đâu dễ, của đàn na tính thí người ta tu người ta giả tạo thì còn ăn được, chứ người ta tu là tâm ta tu là tới đụng ta sao đụng được. Nói chung là bây giờ thì ví dụ đức độ của ai nói hưởng hả thầy ha? Ai người đó hưởng, cái phước của ông mà tôi hưởng sao tôi lụm được, cũng như cái phước của tôi đó, nè xin tăng thấy không? Thấy không? Nghiệp dày phước mỏng mà tôi không có tu mà sư thấy không? Thì coi được clip này thấy không? Phật tử nước ngoài mà gửi cho con được 2,5 triệu để con sửa cái tóc, và nếu mà sư không phiền não con này chia hai được đâu. Chia hai là lượt người chịu 250 ha. Chịu 250 bởi khùng quá, ông chích ông phải. Thôi bây giờ cái quá khứ sư tăng ơi, mình bỏ đi sư ơi, cũng không hỉ đi ha. Thì phước thì huynh đệ từ từ hưởng đúng không, mà làm gì đó. Thôi mình bây giờ tha thứ cho thầy thầy Phước Tăng đi. Dạ. Coi như là cho thầy cơ hội đi. Bây giờ thầy sư là giữa thầy Quang nè, thầy Nhuận Đức, thầy Minh Đạo là thầy thương thầy nào nhất? Tôi thấy bây giờ tôi thương thầy Minh Đạo với ông Nhuận Đức à. Ừ. Còn ông Trân Quang hả? Trân Quang hả? Chửi nên. Trân Quang, ông mà tôi đúng ra tôi cởi dây xích mà tôi treo lên chục chiếc á, anh chục sợ đó biết sao? Tôi đem ra cái chỗ mà chỗ cái cảng Phú Mỹ á. Tôi rình không ai, tôi dậm cho nó lặn xuống dưới biển luôn. Đó nước lợ đó ngon lắm á. Đem nước biển rồi à? Đó Hồ Phi Đan á. Cảng Phú Mỹ á. Cảng Phú Mỹ Hồ Phi Đan á, bà Rịa Vũng Tàu á. Chỗ cái khu công nghiệp á. Dạ. Chỗ đó nước lợ mặn mặn lợ ngọt ngọt á, đẩy anh dưới anh uống no anh. Không có cách nào khác sao đệ tử với thầy Hoàng. Đệ tử mà đem. Đó đem dưa vụ cho biển.
sư đệ. Sư đệ hả? Sư đệ. Chợm lông tay dảo mắt hí hí thấy quê. Vậy là thầy, là thầy thương thầy Minh Đạo với Nhuận Đức ha? Không không, Nhuận Đức ổng nhỏ nhưng mà cái tâm ổng tốt, đây khổ nghiệp ông. Hai ông đó tôi quý ông á, mà quý quý không bằng sư phụ tôi là ngài ngài Minh Tệ. À, sư Minh Tệ là sư Minh Tệ là số 1. Sư phụ tôi đó. À, sư Minh Tệ không có nhận đệ tử nhưng mà thầy cũng xem như là sư phụ luôn ha. À, sư phụ này chứ tại cái phước đó tôi đi không không dám lên theo ổng đâu, theo ổng qua Đức á. À, do là thầy Minh Tệ thì giờ là bỏ nhà đi, còn giờ là mà, sư đây là còn phải thần đúng không? Thiếu phước, còn ổng buông bỏ, mình chưa buông mà. Mình bị ổng bị sao được. Rồi hôm nay anh em con đến đây hỏi thăm thầy, anh em con có trợ duyên cho thấy mấy thầy á. Dạ. Thầy thì nếu mà có duyên nữa thì anh em con sẽ lại gặp thầy nữa nha thầy. Dạ mong Phật. Thầy cố gắng đi đàng hoàng nha, đừng dạ. có ấy để cho người ta tác động nữa nha thầy. Có đi bác khéo khéo với đi tranh thủ về sớm. Đi khéo khéo chứ đi gặp mấy ấy dạ. tưởng là thầy nó hốt thầy nữa đó. Không có, bây giờ chút xíu mấy anh em mình vô viết cái bản để không có cỡ. Sư đã bị quánh rồi. Không, trước đó là sư đã bị quánh rồi, ở nhà lưng. Đừng đánh sư nữa. Cái nghiệp của mình không quýnh được, không quýnh được. Nhưng mà con nghĩ là thầy điên mình chắc không bị tác động đâu, tại vì không, thầy biết sao, thầy đi đen đen có nghĩa là người ta biết rằng là thầy không, đi lâu năm. Tôi nói mấy huynh đệ nghe nè, tôi đi đây mười mấy năm mà sao tôi không bị chúng quýnh. Dạ. Đúng là có ông đó đi mới có 2 ngày mà bị quýnh. Dạ. Tại mấy thầy biết sao, có thầy Phước Tăng vô trắng trắng mà đi ôm bác hay sao này nọ thấy trắng mập mạp với ta ghét. Đúng không? Tôi tính là mai tôi đi lại chợ để coi nó có quýnh nữa. Khi nào thầy đi thì nói con nghe, con đứng con canh phụ thầy. Chịu không? Đi thử coi có quýnh nữa không? thầy rất là thử không dám hơn mạnh thầy. Tại cái chợ tôi đi thường mà. Dạ. Ăn sương sao bánh xe. Còn hôm nào thầy đi nhớ là gọi điện cho con báo không. Trước con đứng con canh. Không, không chết nữa. Chết. Sợ quá, ăn lần sợ quá hả thầy? Không. Dạ con chúc thầy luôn sức khỏe nha. Dạ. Dạ thầy đi thầy có nói gì không mà thần thử.